đưa đây. Nào. Cắm này đi. Giờ mình tiếp tục cuộc hành trình nhé mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ vào đền chính. Đây này. Mình sẽ vào đền chính nha. Đó. Bác Khẩn xem chưa? Bác Khẩn đâu chả thấy. Bác Khẩn đầu tiên đang cái gì lên Khẩn chứ. Bác Khẩn bác rảnh lắm. Đây là đền thờ Phật Di Lặc. Ý như là tụi em nói là làm sao đi hết được cái điểm này á. Nếu mà đi bộ là không thể đi được nha. Ở Đại Nam này. Đây. Điện thờ ông nào đây? Trong đây chỉ có cái mà mình coi cho bác phải có cái hoa u đàm. À, đúng rồi. 3.000 năm cái này. Rồi ở trên mấy cửa đó là giáp vàng. À, giáp vàng phải không? Cũng vàng nhưng mà điều vàng khác. À, màu vàng thấy không? Còn cái chỗ nào vàng thiệt cho ghé vào cậy miếng thôi. Rồi, trên đây luôn, trên đó luôn. Lấy cửa đấy. Đây là cái ngôi nhà này bác Tài nói là dát vàng nha mọi người. Vâng, đây giờ mình sẽ lên đây mình cậy cho mỗi người quê mình một miếng ha. Lên sàn lấy may thì cái cậy. Xin ví không? Mình lần này xuống xin ví. Ủa cái điện thoại của tôi đưa ai á? Đây trong túi này phải. Cái gì không quan trọng mình để trên xe đi. Đúng rồi. Dạ. Mình bắt đầu lên điện để tham quan. Chỗ nào cũng toàn vàng luôn. Tham chóng mình kiếm miếng. Đây. Xin một bạc, một răng này, xin một răng này. Đây là ngọc này. Đây là ngọc. Rồi mình đi lên đây, mình vô trong đây tham quan mà. Đây các chị ơi, qua đây chụp với mình cái nào. Em ơi, nắng lắm chứ. Nắng thì nó mới đẹp. Không nắng lắm không chụp được đâu. Thôi đi thôi, đi thôi. Ba chị em mình đây. Ba chị đây. Hai người đó chụp cho ba chị. Nắng lắm không chụp được. Nắng lắm chị ơi. Đây là em Dung này. Cười cười thế. Chào chị, lần thứ hai em đến Đại Nam. Đại Nam. Thế còn mình được, lần đầu tiên được đến Đại Nam. Cái gì cũng thấy mỡ lạ. Mang hộ gái. Mang hộ gái. Em mang vớ giúp chị nhá. Mang vớ giúp chị cái vớ để đi vào. Đi vào trong điện. Cuối này con lô tì bạc chân này. Đang được em Nhung phục vụ đeo vớ giúp. Em đã từng vào đây rồi ạ. À? À, thế. Ôi chị biết. Nhìn em chị Trung. Chị nhìn em này. Rồi. Cảm ơn em Nhung nhá. Tôi chỉ cho mang chân lên này nhỉ. Rồi. Đến bạn sự. À rồi, tự làm được. Bà là hướng dẫn viên du lịch đi, tôi không chưa được đến nên là không biết nói gì cả. À đây là bây giờ mình chuẩn bị vào. À anh ơi, đền này là đền gì vậy anh? Dạ, kim điện dắt vàng. À kim điện chính dắt vàng nha. Và trước khi vào kim điện này là ai cũng phải mang đôi dớ ha, để cho khỏi dơ cái nền của người ta. Đấy. Nói này đi đúng là mình chỉ mắng luôn. Chắc mày phải ở với chị ít bữa để chứ. Rồi mời mọi người đi vô nha.
Bây giờ mình sẽ vào chính điện. Đây, đây, đây là chính điện này. À đây là dát vàng không nha mọi người. Đấy, lung linh toàn là dát vàng này. Rồi mình sẽ bắt đầu đi. Mình sẽ đi từ ngoài vào nha. Đây, đây là chính điện của Đại Nam. Đó. Đây, và bên đây là bạn Kiều. Lần đầu tiên được đến Đại Nam. Rồi, đây là bạn Nhung. Hai bạn này có hai đôi giớ rất là dễ thương. Còn đây cũng là một chị ở dưới bên Đồng Trung nha. Còn đây chị người Nga Hoàng. Và cũng mất gốc Nga ở đây lâu rồi đó. Xin Nga Hoàng xin chào. Phú Thọ, xin chào. Yên Lập Phú Thọ nha. Đó. Và đây cũng là người Nga Hoàng luôn nha. Và người Nga Hoàng này đi cũng được 35 năm rồi. Rồi. Đây là chuông này. Người ta chỉ cho mình đứng ngoài coi thôi chứ không bước vô được. Đây là dát vàng. Vàng thiệt nha mọi người. Không phải vàng giả đâu nha. Ở ngoài này là màu vàng nhưng mà đây người ta nói trong này là vàng thiệt. Đây, đây là vàng thiệt. Không, ngoài này không phải vàng thiệt. Em nói ngoài nó không phải vàng thiệt. Trong này là vàng thiệt này. Ngoài không phải vàng thiệt anh ạ. Trong thôi. Trong này mới là vàng thiệt. Ở ngoài đó là không phải vàng. Đây, tượng của Bác Hồ cũng được dát vàng nha mọi người. Đây, Bác Hồ này. Tổng khởi nghĩa. Đó. Đây là hình ảnh của Bác Hồ nha. Đó. Phan Đình Phùng. Đây là rất nhiều các vị tướng được lưu danh ở đây. Phan Đình Phùng này. Đây, đây là đoàn người Yên Lập này. Đoàn người Yên Lập đang từ từ tiến vào chính điện. Người Yên Lập đang từ tiến vào chính điện. Đây. Đây là vua Đức Tổ này, thần tài thổ địa. Đây, đây là thờ hai ông thần tài và thổ địa. Rồi, thần tài này. Rồi tiếp, chánh điện bên cạnh sẽ là thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, trạng trình Nguyễn Đỉnh Bỉnh Khiêm nha mọi người. Đây. Rồi. Đây. Đây là toàn vàng này. Mọi người thấy ghê không? Đây, từ những cái đỉnh này cũng là vàng này. Và cái quẻ cái đây là những cái bàn mà thỉnh quẻ lộc dưới danh nhân ấy, là đây người ta làm vào cái thời điểm mà lễ, ngày lễ đầu năm. Đây, vua Hùng này. Đây là cái vua Hùng này. Kính dâng anh linh các vua Hùng. 18 đời vua Hùng. Đó. Đây. Đây, còn đây là vua Quốc Tổ Hùng Vương này. Đó, mọi người nghe. Đó, rất là hay. Đây. 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 Bài hát hay không? Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương. Đây vàng, này. Vàng này, đất vàng này. Sờ thôi chứ không được lấy miệng cắn nha bạn. Đây. Tiếp theo là Phật Tổ ha. Phật Tổ ha. Phật Tổ ha. Đây này, đây này. Đây, trên cùng là phải không? Rồi. Con rồng này cháu tiên. Đây dòng máu là Phật. Vương là thứ hai trên, còn dưới là Trần Nhân Trên. Điều. Không có, trên cùng là không phải, trên cùng là ông ấy mà. Ông gì đó. Không phải Phật Ba. Phật Tổ. À? Phật Tổ. Phật Tổ này. Sau đó mới Vương Hùng này. Dưới này với là ai? Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông này. Trần Nhân Tông đứng. Trời ơi, rất là đẹp mọi người ơi. Cái vàng óng ánh không? Của chiếc trà này. Cái điện. Sẽ có ô cơ. Rồi đây. Nha. Đó, mọi người thấy không? Đây là những cái lư này. Cái lư này người ta nói là rất vàng nhưng mà không có được sáng bằng cái kia. Trần Nhân Tông, vua dưới cùng là Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông rất là đẹp trai cho mọi người. Đó. Đó. Dạ. À đây là cái lư, lư để gõ được cái nào. À. Rồi,
đây. À đây mẹ mình đây mọi người ơi, mẹ yêu cơ của mình này. À, mẹ yêu cơ của mình đây. Đây, quốc mẫu yêu cơ. Mẹ yêu cơ đây. Thấy chưa? Mẹ yêu cơ này. Lòng biển đông ơi này, trăm trứng trăm con nở tuyệt vời. Bách Việt phô bao cành nhánh đẹp, nhất nguyên quy mỗi cột nguồn tươi. Đó là cái bài, đây là cái bài thơ này. À, ở đây này. Đây này. Đây là nghi thức tắm Phật. Cái này. Đây này, cái này cũng là nghi thức tắm Phật ha. Đó, người ta sẽ dùng cái này, người ta sẽ xối lên này, nhưng mà mình không dám làm đâu. Người ta không quy định là mình chỉ được nhìn thôi, không được sờ. Thế nên không có làm được nha mọi người. Đây tiếp tục. Đây cái lư này rất là đẹp. À, đây chính điện này. Rồi, tiếp theo này. Đó. Đó, đây là Trần Hưng Đạo nha mọi người. Tiếp theo là vị tướng Trần Hưng Đạo. À, vị tướng Trần Hưng Đạo này. Đó. Đức Thánh, người ta cho lên là Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đó. Chỗ người ta hát hay quá ha. Hay quá. Rồi, tiếp tục này. Cửa Huyền Thất Tổ Bách Gia Trăm Họ có nghĩa là rất là nhiều. Cửu Huyền Thất Tử có nghĩa là gì ta? Nhiều họ hàng phải không? Đây này. Cái dòng chữ là cái gì này? Đây. Đây này. Đây này. Đây. Đây mọi người thấy chưa? Đây đều ra vàng này. Trước ngoài này. Đây không cúng tiền, người ta không cho cúng tiền nha mọi người. Quý khách không vui lòng không cúng tiền có nghĩa là không có bỏ tiền vào đây đâu. Đó. Được thắp hương. Được thắp hương. Thắp hương nhưng mà cũng... Được thắp hương, thắp đi. Bà thắp đi bà. Hai bà thắp đi. Hai bà thắp cái trăm họ này đi để chị để tôi ấy. Đây. Đây là hai đứa con của đất tổ này. Hai người con của đất tổ thay mặt cho những người dân Yên Lập mình sẽ thắp nhang nhá. Đây, thắp nhang này. Bước lại đây, bước lại chính chỗ này. Chính chỗ này đứng xuống đi bà. Đây, bạn này. Đây, đây bạn nữa này. Rồi. Ô vậy nãy bên này chưa thắp bà ơi. Mình phải thắp bên đây nữa. Bên đây nữa. À đây là nè, đây. Bây giờ mình để mình lại coi họ này. Ê mấy bà ơi lại đây coi họ mình ở đây không? Đây. Đây này, các dòng họ này. Kính thờ các dòng họ Việt Nam. Có hết chứ, sao lại không? Bà coi họ Hà tôi nằm đâu? Họ Hà. Ừ. Hờ ấy, em hờ ấy. B C D đâu? Họ đây này, họ đây để họ Hà đây này. Họ Hà, họ Hà, họ Hạ này đây nha mọi người nha. Hà họ Hà đây, họ số Hà số 307. Ai à, để bao nhiêu họ, bao nhiêu họ đến cuối cùng. Cuối cùng xem bao nhiêu họ người Việt Nam mình, bao nhiêu họ. Đây nè, mọi người ơi nè. Đây nè. Đây nha mọi người, đây. Đây nè, có đây nè. Nè. Có đây nè. Có 1068 họ. Có 1068 họ. Ờ để coi họ nào mà đứng đầu ta. A. À, đây bà ơi, chỉ họ Đinh, họ Đinh, số 200. Họ Đinh của ai là người Đinh họ Kiều Đinh? Là 200. 200. Họ Đặng của Nhung đâu có, chứ. 200 đâu? Đây, 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 đây. 59. À, không phải. 260. 60. Cái số này nó... Mặt mũi bà thiệt. Bà phải đọc phía trên, bà mới coi trên dưới. Đây, đây, nó không vướng vào cái hình. Rồi. Cái hình này, đây là không nhìn thấy. Chị họ gì á? Lại đây mà kiếm họ chị nè. Họ chị họ Hà phải không? Đây, đây họ Hoàng hả? Họ Hoàng đâu? Chứ đặng, họ Đặng, họ Đặng, họ Đặng 240. Đó. Đặng đây 240. Rồi. Thế trên này là gì? Họ là chứ họ gì? Đặng dưới là Đặng. Hoàng, họ Hoàng, họ Hoàng nằm đâu? Số bao nhiêu? Hờ hờ âm hờ. Hát hát. Âm hờ. Đây 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 bên này họ Hoàng đây. Chị ơi họ Hoàng đây. Họ Hoàng là ba nằm thứ tự 370 nha. Đây 370. Họ Hà ở đâu? Họ Hà đây. Họ Hà nằm bên. Họ Lê. Họ Lê. 490. Đâu? 490. Lệ chứ. Có nó đâu tìm Lê là Lê nằm Lê đây. Đây. Lê là 498 hả? 495. 495 rồi. Họ Hoàng của chị hay họ gì? Họ Hà nãy em tìm rồi mà. Họ Hà nằm họ gần lắm. Hà thế. Âm hờ. Đây hờ.
ở đây. Không, họ nằm bên này này. Anh họ gì anh? Phan đấy. Họ Phan à? Đây, họ Phạm ở đây. Họ Phan này. Hà đấy bên này. Đây. Họ Hà đây này, 307. À họ trả 305 nha chị. 305 nha. Đây 305. Hà thấy chưa? Đây họ thấy chưa? 305. Đây họ Phan này. Như vậy là dân tộc Việt Nam mình rất là nhiều họ nha mọi người nha. Tới 1084. Họ Đoàn á, âm Đờ và âm Đờ. À, tìm họ Nguyễn, họ Nguyễn nào? Ôi dồi. Họ Nguyễn đây. 4566. 666. 644. 644. Những họ này là họ người dân tộc này. Cơ Xà, Cơ Sơ này, Cơ Pà này. Ở đây. Họ con Đoàn. Dâu nhà em họ Đoàn chị vâng, ơi, họ Đoàn đứng, của con dâu của cô ấy là 264. Rồi. 264. Như vậy là hôm nay mình đã biết được là dân tộc Việt Nam có tất cả 1000. Một họ Phan bốn. Bao nhiêu? Nói gì? 60 mấy họ. Bao nhiêu họ? 1000 gốc kìa. Phan. Bây giờ em bây giờ hai chị này lại thắp nhang cho ông tổ mình đi rồi em chụp hình cho nhân đây. Làng Long Quân kìa. Ra đây em chụp cho. Rồi, đây nhà đây là mọi người. Đây toàn bộ cái khung cảnh của ngôi nhà này. Đây này. Thân Hà đang xem. Thân Hà hả? Hà là họ Hà mình hả? Này, bà quay đi để tôi chụp. Tôi chụp cho mày. Chị, đứng thắp nhang mà, không có tiền đâu chị. Đây, đứng thắp nhang không có tiền mình xin tạm dừng lát nữa thì lại phát trực tiếp ạ.